Thưa quý vị và các bạn, trào lưu độ máy tính đã có mặt ở Việt Nam từ khá lâu. Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại thì những người yêu công nghệ máy tính mới có điều kiện thuận lợi để thực hiện niềm đam mê này. Phong trào độ máy tính ngày càng nở rộ bởi người dùng đã có thể thoải mái lựa chọn các linh kiện để độ từ hàng trăm nhà cung cấp chính hãng. Là một người đam mê công nghệ, anh Đào Đức Tiến ở Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm những sản phẩm công nghệ độ hoành tráng trong ngày hội trình diễn máy tính được Intel tổ chức mới đây tại Hà Nội. Đến với ngày hội, anh Tiến cũng mang đến một sản phẩm độ độc đáo do chính anh phát triển. Theo anh Tiến, độ máy tính là cả một nghệ thuật và mang bản sắc của người chơi, bởi vậy ngày càng thu hút được nhiều bạn trẻ yêu công nghệ. Là mình cũng làm phát ý, phát điểm đó là đơn sự kiện của Intel thì mình cũng nghĩ ra một cái gì đó mình muốn nói về Việt Nam, đất nước con người, khát vọng của người Việt Nam. Đó là có một cái tàu sân bay hay có một cái gì đó liên quan đến Tổ quốc vì một cái sách áo. Độ máy tính là một thú vui, giải trí của những người yêu công nghệ. Thay vì chỉ có một bộ máy tính bình thường, họ muốn tùy biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Đó là lý do những sản phẩm độ thường mang nhiều hình thù độc lạ. Trước đây phong trào độ máy tính chưa thực sự nở rộ, bởi người chơi thường phải nhập linh kiện từ nước ngoài về nên giá thành đắt đỏ. Các cái đồ để hỗ trợ cho cái hệ thống đấy là Việt Nam mình là có lẽ ít. Mình phải ship từ các cái nước ở khu vực châu Âu các thứ về, đồ là khá là đắt đỏ các thứ. Nhưng bây giờ thì hiện tại là hàng xóm của mình bên Trung Quốc thì người ta đã sản xuất rất là nhiều. Và mình ship về thời gian rất là nhanh thôi mà cái giá cả nó rất là thoải mái. Mình có từ khoảng độ tầm từ 3 triệu trở lên là mình đã có thể một cái dàn máy full Winter Cool rồi, mà hiệu năng là cũng tương đối là ổn. Thì thuận lợi thì hiện nay là các cái nguồn hàng của nước ngoài này khá là nhiều, nguồn châu Âu, nguồn Mỹ, nguồn Trung Quốc, thương hiệu rất là đa dạng. Thế nhưng chính cái đấy nó cũng là cái thứ mà trở ngại, bởi vì là cái mức độ mà những người mới chơi không thể biết rõ thế nào là sản phẩm mà vừa túi tiền. Đôi khi họ nghĩ sản phẩm rẻ tiền nghĩa là sản phẩm rẻ, nhưng không phải rẻ tiền, đôi khi họ mang lại những cái hậu quả rất là không lường, thì thành ra nó lại thành là đắt. Cho những sản phẩm giá cao chưa chắc đã là đắt, có thể là nó kiểu hiệu năng mang lại rất là nhiều, gấp nhiều lần hơn, thế thành ra là rẻ. Thế cái chính là cái sự lẫn lộn đấy là cái sự khó khăn. Hiện tại với hàng trăm nhà cung cấp linh kiện đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Intel, Asus, Gigabyte, CMC, người chơi có nhiều thuận lợi hơn về nguồn cung cấp linh kiện phong phú. Đây cũng chính là yếu tố thu hút phát triển phong trào độ máy tính của những người yêu thích các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam.